từng chặng đường chúng tôi đi qua, luôn có ước mơ của bạn song hành. Ước mơ tận hưởng tuổi thần tiên đong đầy niềm vui. Ước mơ trải nghiệm một cuộc sống đích thực trên miền thơ đất mẹ. Ước mơ đặt chân đến những chân trời mới. Ước mơ lan tỏa những tinh hoa sức khỏe đến với cộng đồng. Ước mơ dựng xây một cuộc sống sung túc, an lành, ấm áp, đủ đầy và kiến tạo một tương lai xanh tươi, bền vững. BIM Group kết nối hàng triệu ước mơ vì cuộc sống tốt đẹp hơn. BIM Group, nơi kiến thức trở thành giá trị.